Hi mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về một văn hóa rất đặc biệt của DK, đó chính là cùng nhau đọc sách và cùng nhau viết bài thu hoạch. Chúng mình sẽ đọc và nghe tổng cộng 52 chương sách Hiểu về trái tim trong vòng 17 tháng. Chừng ấy thời gian để hoàn thành chỉ một cuốn sách cũng đủ để thể hiện giá trị sâu sắc mà cuốn sách này mang lại nếu chúng ta đọc, chiêm nghiệm và thực hành một cách nghiêm túc. Mục đích đằng sau việc nghe và đọc sách này chính là: thứ nhất, để lan tỏa văn hóa cùng nhau đọc sách. Thứ hai, giúp chúng ta hiểu sâu sắc về chính mình, từ đó thấu hiểu về các mối quan hệ xung quanh. Thứ ba, từng bước tự tháo gỡ các nút thắt đã khiến bản thân phiền não trong cuộc sống. Và cuối cùng, khiến cuộc sống của chúng ta cân bằng, bình an, hạnh phúc hơn theo đúng với tầm nhìn mà công ty đề ra. Sau mỗi chương sách đó, mỗi người sẽ đúc kết và kể chuyện về một câu chuyện có thật xung quanh đời sống mà có liên quan đến chương sách vừa nghe. Mỗi chương sách nói có thời gian trung bình khoảng 15 phút, như vậy hàng tháng chúng ta sẽ chỉ cần bỏ ra 45 phút cùng nhau lắng nghe trọn vẹn 3 chương sách. Chưa hết, CEO sẽ có 3 giải thưởng cho 3 bài viết hay nhất tương ứng với mỗi chương sách. Mỗi giải là 2 huy hiệu 4 điểm. Giá trị giải và số lượng giải có thể nhiều hơn tùy thuộc vào chất lượng bài viết và thái độ của người tham gia. Thật tuyệt vời phải không nào? Vừa có thể sắp xếp được thời gian khá hợp lý mà có thể chúng ta đã bỏ lỡ vì công việc bận rộn hàng ngày, vừa được làm việc đó cùng nhau để có thể có cơ hội nhìn được một sự việc từ nhiều khía cạnh khác nhau, lại còn được huy hiệu nữa. Mong rằng chúng ta sẽ luôn thực hiện nghiêm túc, để trước là từng chúng ta nhận được những giá trị sâu sắc đến từ cuốn sách, sau là cùng nhau vun bồi những giá trị tốt đẹp vào gốc văn hóa của DK.